Xin chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con chăn nuôi đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, vào mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao, chuồng trại ẩm ướt, nguồn chất thải chăn nuôi dễ bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, khi mưa to có thể gây ngập úng cục bộ hoặc lụt trên diện rộng, tạo cơ hội phát tán mầm bệnh, là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây bệnh trên đàn vật nuôi. Trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet sẽ chia sẻ tới bà con chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giảm thiệt hại cho đàn gia cầm trong mùa mưa bão. Đầu tiên là những việc cần thực hiện trước mùa mưa bão lũ lụt. Trước mùa mưa bão lũ lụt, bà con cần đảm bảo chuồng trại vững chắc, tu sửa và chằng chống lại chuồng trại. Mái chuồng cần gia cố để hạn chế tốc mái khi có bão, kiểm tra bạt che chắn để phòng mưa tạt, gió lùa vào chuồng nuôi. Cần đảm bảo mật độ nuôi phù hợp với số lượng và đặc tính lứa tuổi của từng giống gà. Kiểm tra hệ thống thoát nước thải, nơi chứa chất thải để hạn chế ô nhiễm, khơi thông cống rãnh, hạn chế úng ngập khi mưa to. Đối với những vùng có nguy cơ ngập lụt, bà con chăn nuôi cần tôn cao lèn chuồng hoặc làm sàn kê cao và có phương án di rời đàn gia cầm khi bị ngập lụt. Dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia cầm đủ về lượng và đảm bảo về chất, cần dự trữ thức ăn tinh và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, đủ cho đàn gia cầm. Thức ăn dự trữ cần bảo quản ở những nơi khô ráo, cao để tránh ẩm mốc và mưa tạt hay ngập úng. Bà con cần lưu ý đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho toàn đàn uống, dự trữ một số hóa chất khử trùng nước để đảm bảo có đủ nước sạch cho đàn gia cầm uống. Ngoài ra, bà con cần dự trữ thêm một số vật tư thuốc thú y cần thiết như vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất dùng cho đàn gia cầm khi thời tiết bất lợi. Bà con có thể tham khảo sản phẩm Bicom VFS của công ty Sao Mai giúp bổ sung vitamin tổng hợp, sản phẩm men tiêu hóa Cheat Pro, Dirt Pro hay Hard Pro của công ty Sao Mai để bổ sung men sống giúp gia cầm tăng khả năng tiêu hóa, giảm tiêu chảy, nhanh hồi phục sức khỏe, và sản phẩm Casibon của công ty VB Phạc Ma hoặc Canfolit của công ty Sao Mai để bổ sung thêm các khoáng chất cần thiết cho đàn gia cầm. Tăng cường vệ sinh phòng bệnh cho đàn gia cầm, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, ngăn chặn mầm bệnh vào khu chăn nuôi để hạn chế phát sinh dịch bệnh, vệ sinh sạch chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi, định kỳ sát trùng trong và ngoài chuồng nuôi để tiêu diệt các tác nhân có thể gây bệnh cho đàn gia cầm. Chủ động phòng bệnh cho đàn gia cầm bằng cách tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cần thiết cho đàn gia cầm trước mùa mưa bão, lũ lụt, ví dụ như vaccine phòng bệnh Newcastle, Humbro, cúm gia cầm. Đối với vịt ngan thì bà con cần tiêm phòng dịch tạo vịt, viêm gan do virus, chủ động phương án thắp sáng và giữ ấm cho đàn gia cầm. Vào những ngày mưa bão lớn, thường bị mất điện, nên bà con cần chủ động phương án thắp sáng và sưởi ấm dự phòng như máy phát điện, đèn, xăng dầu, bếp than, củi để giữ ấm cho đàn gia cầm, nhất là trong giai đoạn từ 1 đến 30 ngày tuổi. Đối với những gia đình có đàn gia cầm lớn đã có thể xuất bán thì nên bán nhanh để hạn chế khả năng rủi ro do bão lụt. Về biện pháp cần thực hiện trong và sau mưa bão, lũ lụt. Thứ nhất, đối với chuồng nuôi, bà con cần thường xuyên kiểm tra chuồng trại chăn nuôi, tu sửa, tránh để rột nát, ẩm ướt, hạn chế tối đa sự tồn tại của mầm bệnh, di rời đàn gia cầm lên cao nếu có nguy cơ ngập úng. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, bà con cần bổ sung thêm chất độn chuồng hoặc sưởi để giữ ấm cho đàn gia cầm, kiểm tra cống rãnh, thoát nước, nếu bị tắc phải khơi thông ngay, không để nước mưa chảy ngược vào chuồng nuôi. Thường xuyên quét dọn, vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống và các dụng cụ chăn nuôi. Thứ hai, phun khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Nước rút đến đâu thì bà con vệ sinh ngay đến đó, định kỳ một lần một tuần, bà con sử dụng sản phẩm Desol Super của Interchemi Hà Lan hoặc Ion Dinacom của công ty VB Phạc Ma để phun sát trùng hoặc là rắc vôi bột để tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi gia cầm. Thứ ba, về chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi. Phải luôn giữ cho đàn gia cầm ở nơi khô ráo, sạch sẽ bằng mọi biện pháp, vì gia cầm ở trong môi trường ẩm ướt, lạnh chân sẽ rất dễ mắc bệnh. Cung cấp đầy đủ thức ăn sạch, dễ tiêu, đảm bảo chất lượng phù hợp với từng lứa tuổi của gia cầm. Đối với gà con ở giai đoạn úm, nên sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Cung cấp đủ nước sạch, bổ sung thêm vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa để nâng cao sức đề kháng cho đàn gia cầm như phần trên Dr. Vet vừa chia sẻ. Về công tác thú y, bà con tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn gia cầm theo đúng lịch trình phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe đàn gia cầm, đặc biệt phát hiện sớm những bất thường trên đàn vật nuôi như uể oải, ủ rũ, kém ăn, cách ly kịp thời những vật nuôi có biểu hiện khác thường. Khi nghi ngờ gia cầm mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, bà con cần phải báo ngay cho thú y viên hoặc khuyến nông viên cơ sở để có các biện pháp can thiệp kịp thời, tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh. Khi có gia cầm bị ốm chết, phải đào hố chôn sâu và rắc vôi bột, tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, bán chạy, vứt xác chết bừa bãi ra môi trường xung quanh. Sau bão lũ, khi nước rút cần quét dọn, vệ sinh chuồng trại, bãi chăn, thu gom rác thải, rồi tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả.
nhanh chóng đưa gia cầm vào chuồng khô và ấm, thay hoặc bổ sung đệm lót khô cho vật nuôi. Quý vị và bà con thân mến, như vậy trong kỳ phát sóng ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu tới bà con chăn nuôi các biện pháp để phòng chống dịch bệnh, giảm thiệt hại cho đàn gia cầm khi mùa mưa bão đang tới. Hy vọng những kiến thức mà Dr. Vet vừa chia sẻ sẽ giúp bà con chăn nuôi ngày càng thắng lợi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con chăn nuôi ở những tập phát sóng tiếp theo.